Rồi, hello anh em đã quay trở lại với lại kênh của Minh Biker. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu thêm một số mẫu xe mới về. Với lại mình sẽ nói một số lưu ý. Anh em nào mà muốn mua xe hoặc là sang tên xe, hãy lưu ý xem clip này nha, đừng có tắt nha. Tại vì mình nói luôn trong clip cho tiện. Rồi, thì mình về con này mới về thì luôn nè anh em. Nó gọi là CB150. Đó, thì con này á, xe rất là mới, xe mới mua được có mấy tháng thôi nha anh em. Xe này là 222 luôn đúng không em? Mới mua được mấy tháng thôi anh em, xe đi được còn sổ bảo hành luôn anh em. Con này có sổ bảo hành. Xe đi được 3.924 cây. Con này biển số Đồng Nai với anh em, 60H5. Mình đọc cho anh em là 60H5-22924. Mình đọc biển số cho anh em lưu ý nha. Biển số này biển số Đồng Nai. Thì con này còn sổ bảo hành mới tin luôn anh em, mới mua năm 2022 nha anh em. Thì giá con này thì mình bán là 7x thôi anh em. Đó, con này ABS trước sau thì con này giới thiệu nhiều rồi. Anh em cần thì anh em lưu ý ABS trước sau, phuộc Showa. Rồi đó, xe mới lắm, nói chung là như mới anh em. Như mới. Xe như mới anh em nhìn là biết. Thợ thầy đồ nhìn vô là biết là xe nó như mới thôi. Mới mua này ốc tán nè anh em. Em có thể quay gần đây ốc tán cho anh em coi. Đó. Thấy chưa anh em? Nè, quay cục máy cho anh em xem. Rất là đẹp. Đó. Xe như mới, xe 222 mà anh em. Em có thể bên xuống cho Max 6 ngồi lên xe này thử coi cho anh em ngắm. Max 6 chuẩn bị hot nổi tiếng trên YouTube. Người ta gọi anh hỏi anh Max 6 không. Đây nè, đó. Thấy không? Max 6 với Max 7 nè anh em, đó, đứng đó anh em cho anh thấy. Chứ anh em kêu thằng này sao nhỉnh cao, tại biết sao không? Tại nó ốm. Nó ốm nhìn nó cao. Rồi Max 6 ngồi lên cho anh em lựa chọn coi. Mình nghĩ là sẽ hơi nhón. Đúng rồi, chắc chắn là nhón nha anh em. Con này cỡ mấy 65 thì sẽ ổn. Mấy 65 sẽ ổn, tùy theo mỗi người có người chân dài, có người chân ngắn. Nhưng mà ví dụ mình chạy rành thì mình có thể chạy ok. Này mấy 65 trở lên thì chống ok. Rồi, ok, cho anh em nghe tiếng bô cái luôn em. Mình mới vệ sinh xong à. Mới về mới vệ sinh xong. Xe này xe mới mà êm thôi. Rồi, sổ bảo hành còn đầy đủ luôn anh em. Mới lấy luôn. Rồi. Rồi tiếp theo. Con này chuẩn bị dự án mà lên full đồ chơi nha anh em. ZX25 tại thấy nhiều anh em thích chụp hình với nó quá. Cho nên mình giữ nó để lên full đồ chơi luôn. Dự án full đồ chơi. Chắc bỏ thêm 100 triệu tiền đồ chơi vô đây á. Chắc gầm tầm đó. Rồi Z1000 cá mập. À, rồi vô đây. Z9 mấy con này mình giới thiệu rồi mà không giới thiệu nữa thôi. Z9. Rồi Z650 xe này là khách đã cọc rồi. Khách đã cọc mình rồi. Ninja CBR 650 khách đã cọc rồi. Mình nói cho con hơi con này, con bản HRC 500 này nè. Con này xì xe mới, xe ngon, mới 2.000 cây thôi, nhưng mà mình kể câu chuyện nó là vậy. Có nghĩa khi mua xe, cái người em này là nhờ người anh đứng tên. Và khi bây giờ bán xe, có việc phải bán xe, thì trong khi người anh đứng tên thì người anh có vợ anh em. Thì đó là tài sản chung. À, có vợ thành tài sản chung thì ra giấy tờ người ta có quan trọng đâu. Xe đứng tên ai thì là đó là chủ xe phải bắt buộc ra ký. Nhưng mà xe này xe của người em thì người em bán cho mình, nhưng mà người anh phải ra ký. Nhưng mà bực cái là người anh có vợ. Mà vợ người anh cũng chấp nhận ra ký luôn. Nhưng mà vấn đề sao anh em? Vợ của người anh chứng minh hết hạn. Cái chứng minh nhân dân chỉ có 15 năm. Nhưng mà vợ đã 16 năm, thành ra cái chứng minh nó hết hạn là không thể ký được. Và cái này mình nói trên cái lý thuyết thôi. Mỗi lần mà mình nhờ ai ra ký nó phiền lắm anh em. Cho nên anh em mua xe anh em tự đứng tên. Cái đó là cái lưu ý nha. Xe này người ta mua xe mới nha anh em, xe đập thùng mới từ hãng luôn, nhưng mà ta nhờ anh đứng tên. Thì khuyên anh em một cái mà đặc biệt anh em mua xe là anh em mua tự đứng tên luôn. Còn anh em mua xe cũ thì anh em đứng tên hoặc là anh em ký ủy quyền. Ký ủy quyền thì anh em ra bán dễ lắm. Ký ủy quyền thì nó đơn giản, nó dễ hơn. Còn anh em đừng bao giờ nhờ người khác đứng tên. Hồi trước mình bị một cái con rồi, có Su GX. Người cũng là người anh đứng tên. Mỗi lần ra kêu ký giấy mệt lắm. Mệt lắm, rất là mệt luôn. Một ký giấy là phải chẳng lẽ bây giờ người ta ký không. Lúc mà đứng tên thì sao cũng được đó. Nhưng mà khi mà lúc mà bán rồi á, biết tìm người ta ở đâu. Đó, cho nên một là anh em ký ủy quyền luôn, đứng ủy quyền luôn, sau này anh em tự giải quyết. Còn hai là anh em đứng tên anh em. Một trong hai thôi chứ đừng bao giờ nhờ người khác. Còn những anh em qua đây á, nhờ mình đứng ủy quyền ký về cửa hàng được thì ok rồi.
thì nó dễ, tại mình là cửa hàng, mình ký về cửa hàng rồi anh em lấy xe anh em chạy bình thường nó không sao, tại vì mình là cửa hàng mình có này nọ thì nó không có phiền. Còn khi mà anh em nhờ người khác đứng tên, khi mà kêu người ta ra ký phiền lắm. Rồi dở lỡ nha, lỡ trường hợp nha, hai vợ chồng ly dị rồi chia tài sản hay sao. Cái xe này cũng cả trăm mấy triệu, bộ anh em ít gì đâu. Đối với những người dưới tỉnh là trăm triệu là lớn rồi. Những người mà người ta thu nhập thấp á, trăm triệu đã lớn rồi. Thì á, khi mà lỡ hai người đó ly dị rồi sao, chia tài sản rồi sao. Tại vì trên giấy tờ cũng là người anh đứng tên, người em đâu liên quan gì, đúng không anh em? Cho nên anh em lưu ý nha, đừng bao giờ nhờ người khác đứng tên giùm ha. Trừ khi xe á, mình ký về cửa hàng mình đi thì thoải mái đó. Còn không thôi là anh em ký ủy quyền hoặc ký mua bán đi. Chứ người lạ hay là những người mà không liên quan tới xe mà kêu người ta đi đứng tên á, có nghĩa là khi ký giấy rất là cực, khó khăn. Giống như trường hợp này là bị vướng giấy nè. Không thôi là xe này là anh em hỏi nhiều lắm á, bị vướng giấy á, bây giờ phải chờ người chị có căn cước công dân là mới ký về cửa hàng mình được anh em. Chứ bây giờ không có chứng minh rồi sao mà ký, không có đâu mà giải quyết được hết á anh em. Rồi xe này đã cọc rồi ha. Rồi mình còn bên đúp 310R nè, đó, rất là rẻ. Còn xe này XSR đã cọc luôn nè, bên đúp 310R là 110 triệu nè. Xe rất là nhiều đồ chơi nè. Con xe này là một người em cọc luôn rồi nè. Con xe này rất là hay, để nói cho anh em nghe. Nó là R15, nhưng anh em có để ý không? Lên 2 đĩa nè. À, lên 2 đĩa nè. Thì lên vậy chỉ là sao? Chỉ là ngụy trang cho vui thôi, cho đẹp thôi. Trước chức năng nó thắng là thắng chỉ một đĩa thôi. Còn cái bánh này chỉ gắn cho đẹp thôi anh em. Anh em thấy đẹp không? Gắn cho đẹp thôi, nhìn cho nó ngầu thôi, nhìn cho nó ngầu thôi, chứ nó không có ảnh hưởng đến cái chức năng của cái bánh nó quay. Đó, chỉ gắn vô thêm thôi. Đó, người ta bắt cái bát người ta gắn vô thêm, nhìn cho nó giống hai đĩa thôi, nhưng mà thực chất thắng gần bên thôi. Xe này của một người em đã cọc mình rồi nè. Rồi, con này là một người khách cọc sinh năm 2006 anh em. Lát xíu nữa mình giao xe cho anh em đó. Thích con này. Có nghĩa là khi khách cọc mình á, mình có những mẫu đó, bây giờ hiện tại mình còn hai mẫu nè. Đó, thì người em cọc thì đều có quyền lợi, có nghĩa là anh em có thể được lựa chọn xe, anh em thích xe nào thì anh em mua xe đó. Đó thì người em nó thích xe này. Có lên sẵn đồ chơi đầu R1 rồi này nọ, bô độ rồi này nọ. Đây bô AK cho anh em nghe tiếng máy. Xe rất là keng, xe này mới đi có 3-4 ngàn cây thôi anh em. Tại bên mình là xe tuyển mà, từ xe nhỏ đến xe lớn mình đều lựa chọn rất kỹ nha anh em. Thì lên theo kiểu giống R1 á anh em hả? Nhìn rất là đẹp. Anh em mở lên cho anh em thấy tiếng đèn, tiếng đồ. Đèn đồ hả? Đẹp ha? À, nhìn sáng ha. Sáng chói luôn. Rồi, thì con này là con R15 nè. À, con này là 20 có sổ bảo hành luôn. Mình có bây giờ hiện tại mình chỉ còn con này thôi anh em. À, con này có sổ bảo hành. Con này hình như là bữa bên mình mới rô đai xong nè. Người ta có việc người ta phải bán. Tại vì anh em biết sao là bên mình mà có nhiều xe đẹp không? À, tại vì bên mình có rửa xe, thay nhớt xe á, bảo trì xe á. Thì khi anh em tới á, người ta nhờ rô đai giùm á, cái người ta biết mình. Con này còn sổ hướng dẫn sử dụng nè. Em quay có thể quay rõ anh nè. Hướng dẫn sử dụng, sổ bảo hành. À, bảo hành, con này mới bảo hành một lần à. Một hai lần rồi đó, bảo hành một hai lần rồi. Con này rất là mới. Có sổ bảo hành con này bản chính hãng nha anh em. Đây odo nè. Còn sổ bảo hành đầy đủ thì anh em cứ yên tâm, ra chết hãng đồ đầy đủ ha. 1200 đúng không anh em? 1200. Odo là 1200 là mới rô đai xong á anh em à. Mới rô đai xong luôn á. Nè, anh em nhìn hai chìa khóa nè. Rất là đẹp, rất là mới. Anh em cứ yên tâm, xe mới hình như không có chạy xước được luôn anh em. Còn sổ bảo hành nè, sổ bảo hành ha. Đây anh em xem. Đó. À, của Yamaha, xe này mua chính hãng, không phải mua tư nhân ha. Thì con này mình bán được với giá là 5X thôi. 5X lớn chút xíu. Đó. Anh em có thể tham khảo ha. Về nhiều xe dưới 60 triệu cho anh em. À, XSR là mình cọc rồi. Con này cũng cọc rồi nè. Con này khách đang để đây rô đai nè. Đang để đây rô đai mới 700 cây à. Đang rô đai xong. Con này là CBR đời mới, sẵn so sánh cho anh em nè. Con đời R15 với lại CBR 150 nè. Anh em thấy hai con không? Đó. Nhìn thì ngầu ngầu như nhau đó. Con này có vẻ là nó nhọn nhọn chút xíu.
nó nhỏ hơn chút xíu, nó cứng hơn chút xíu, con này thì nó bự hơn, nó tròn hơn. À, thì con này hơn con này á, con này hơn con này nè. Con này hơn con này là cái ABS, con này hơn là cái ABS ha. Còn con này á chạy bốc hơn nha anh em. Con này mình chạy mình thấy cảm giác là nó hơi yếu yếu á. Con này cảm giác là nó yếu hơn con này. Đó, R15 mới CBR. Quay, M6 ơi. Em có thể ngồi lên hai con giữa R15 với lại con CBR. Em đầu tiên là em ngồi lên con R15 trước. Thì con R15 này thì nó tiết kiệm xăng hơn luôn nha anh em. Cảm giác nó là sao? M6 ngồi nó chờm. Nó chờm hơn đúng không? Thì đương nhiên con này là thiết kế nó ghi đông nó thấp hơn, nó sẽ chờm hơn, đi nó sẽ không thoải mái nhiều bằng cái con bên đây. M6 thì anh em nhìn là sẽ nhón. Dĩ nhiên M6 thì chạy những con này sẽ nhón nếu như xe zin, còn anh em có thể hạ phục. Rồi em qua con CBR đi em ha. Rồi để vậy luôn. Đúng rồi, qua CBR. CBR thì mình nghĩ là nó sẽ thấp hơn và nó thoải mái hơn. Rất là thoải mái, M6 đi con này rất là thoải mái. Và cái phần ghi đông anh em có để ý không? Em phải quay cận ghi đông nó cao hơn thì mình ngồi nó sẽ thoải mái hơn chút xíu, đi trong phố thì nó tiện hơn. Nhưng mà con này thì mạnh bốc lắm nha anh em, và con này tiết kiệm xăng hơn. Nó là VVA 155. Cái này thì mình không giải thích nhiều nữa, tại vì mình đã giải thích nhiều ở những cái clip review từ 2-3 năm trước. Rồi, mình còn con Rebel biển số thành phố nè anh em. Hai chì đầy đủ, Rebel rất là đẹp luôn anh em. Nè. Đó, Rebel rất là đẹp, xe dán keo nguyên con luôn. Anh em nào thích thì cứ qua coi xe Rebel 300. Mình bán 80 mấy triệu rồi anh em. Biển số Sài Gòn nha, chuẩn nha, xe không xước xét gì luôn nha anh em. Dán keo nguyên con, dĩa còn mới tinh luôn. Rồi. Rebel 300. Rồi, quay. Nó sánh cho anh em hết rồi. Chuẩn bị mình giao cho người em xe này. Rồi, đó là những gì mình giải thích và mình đã nói chuyện với anh em hết rồi. Hy vọng mà anh em sẽ lắng nghe và thấu hiểu. Rồi mình sẽ chúc anh em một ngày làm việc thiệt là vui vẻ. Những anh em nào mà chưa có xe thì coi xem clip cho vui giải trí. Còn những anh em nào đã có xe rồi thì sẽ đổi xe khác, xe mới hơn. Và chúc anh em chơi mô tô này sẽ luôn thành công trong công việc. Đó, sẽ an toàn trên mẹ, sẽ an toàn trên mọi nẻo đường mà mình đi phượt đi đồ đó, anh em sẽ ok hơn. Rồi chúc anh em, cảm ơn anh em nhiều nha. Anh em đừng quên nhớ bấm chuông lại subscribe kênh, thì những video mới nhất, những xe mới về thì mình mới cập nhật được nha anh em nha. Chứ anh em nhiều khi anh em bị bỏ lỡ á, rồi anh em có thể theo dõi cái page Facebook là tên là Minh Biker để mình đăng update những cái xe mới nhất về. Rồi cảm ơn anh em rất là nhiều, trân trọng những cái subscribe của anh em đăng ký kênh. Chưa? Xe đang ra cho anh em nè. 200 mấy em? 2K5 mà to lắm anh em. Trời ơi, muốn bự nhất nhà mình nữa đó. Bự lắm anh em. Phải 1m7 mấy á, em 1m7 mấy? 77. 2K5 1m77 nha anh em. Rồi xuống đây. Test hết mọi chức năng cho anh em chưa? Thì anh em chơi xe bên mình cứ yên tâm nha. Thì bên mình sau khi bán xe á là có luôn bảo trì, bảo dưỡng xe luôn. Cho nên anh em cứ yên tâm mà chơi, cứ có cái gì chạy qua đây. Hai chìa khóa đầy đủ mà đúng không? Biển số đẹp ghê. Rồi đẹp không anh em? Nhìn ngầu ha. Nhìn như là ngồi thử em, ngồi thử coi đẹp không? Em này có tương lai có thể là lên 1m8 mấy luôn á. Hợp. Xe này mới đi có mấy ngàn cây thôi. Xe này là 4.000. 4.000, nãy em hướng dẫn luôn, mở nắp bình xăng đồ hết chưa? Chỉ luôn đi. Hãy subscribe.
quá. Nói chung nó nhẹ là được, thấy nó nặng là mình mở sai đó. Rồi chạy thử chưa? Làm vòng ấy. Rồi cảm ơn em nha, làm vòng đi. Làm vòng luôn anh. Ừ, làm vòng đấy. Thôi thì mình giao luôn nè anh em. Giao luôn nè. Hưng mở đèn lên nha. Mở đèn rồi gì đó. Chợ sáng luôn, đá chợ sáng thử mọi chức năng thôi, test mọi chức năng rồi. Ok. Rồi đời máy em. Đó, mình giao luôn á. Rồi. Nẹt bô em. Rồi, xi nhan trái, xi nhan phải, xi nhan trái mở xi nhan phải lên. Đó, rồi. Đuôi sau. Để anh coi được rồi, đuôi sau. Rồi trái phải, mở phải luôn. Rồi ok, sáng hết đầy đủ rồi, ok. Xong. Con này lên 2 đĩa nha anh em. Là có nghĩa là cái đĩa này á là mình xài đĩa này thôi, đĩa này lên cho đẹp, nhìn cho giống phân khối lớn. À, còn đồ chơi thì rất là nhiều, quá trời. À. Rồi, xong. Lên xe chạy xuống luôn anh. Chạy vài vòng không? Chạy thử vòng hai vòng đi. Rồi thử vòng hai vòng rồi quay lại chồng tiền. Nhìn lên hai dĩa xe rất là ngầu nha anh em.